Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Nấu gì đi? Choli Mac đây. Chào mừng các bạn đến với phố cổ Hội An. Yeah. Chào bà con, chào mọi người. Đã về Quảng Nam mà không ghé qua nơi đây thì thật là một thiếu sót to lớn. Được thành lập vào cuối thế kỷ 16, Hội An từng là một thương cảng vô cùng sầm uất. Đây là nơi gặp gỡ, trao đổi, buôn bán hàng hóa vô cùng đa dạng và tấp nập, nối liền ba miền Bắc, Trung, Nam. Ngoài ra, Hội An còn có những công trình kiến trúc đặc sắc trường tồn cùng với thời gian. Đây cũng là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Trải qua nhiều thăng trầm, Hội An vẫn giữ được nét độc đáo của riêng mình, để ngày nay chúng ta còn có cơ hội chiêm ngưỡng. Chính vì những giá trị quý giá như vậy, vào năm 1999, tổ chức UNESCO đã chính thức công nhận đô thị cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới. Và để giúp cho các bạn hiểu thêm khi mà đi tham quan phố cổ Hội An thì chúng tôi xin mời các bạn gặp gỡ với lại bạn Phạm Thị Ninết là hướng dẫn viên ở đây ạ. Dạ chào chị Nết. Dạ. Đứng chỗ anh Giang nè. Đứng chỗ anh Tuấn đi ạ. Dạ. Dạ thì em tên là Ninết ạ. Thay mặt cho văn phòng hướng dẫn tham quan thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An, rất là hoan nghênh đoàn của chúng ta đã đến tham quan đô thị cổ Hội An, đến với khu di sản này ạ. Em rất là vui khi hôm nay thì được đồng hành và đưa đoàn chúng ta tham quan một vòng khu phố cổ, và đặc biệt trong đó là sẽ ghé thăm một số cái công trình kiến trúc tiêu biểu của đô thị cổ Hội An. Xin mời cả đoàn chúng ta cùng em tham quan và khám phá về đô thị cổ Hội An nhé. Thì bây giờ chúng ta đang di chuyển vào khu vực đô thị cổ Hội An, và cái không gian này còn có một cái tên gọi khác, đấy là không gian văn hóa Việt Nam Nhật Bản nè. Và đây chúng ta nhìn thấy một con thuyền rất là lớn này. Đây chính là mô hình châu Ấn thuyền ạ. Đây là những con thuyền được cắt dấu mộc đỏ của mặt phủ Nhật Bản, cho phép những con thuyền từ Nhật Bản được giao thương buôn bán với một số nước khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong đó có Hội An này. Và mô hình này đã được chính quyền tỉnh Nagasaki tặng cho thành phố Hội An từ năm 2017 đó. Có thể nói thì cái sợi dây liên kết giữa thành phố Hội An và Nhật Bản nó rất là chặt chẽ. Đặc biệt nhất thì có lẽ chúng ta đã từng nghe qua có một cái cuộc hôn nhân của người Việt Nam với người nước ngoài đó. Đấy là cuộc kết hôn của con gái chúa Nguyễn Phúc Nguyên, chính là công nương nữ Ngọc Hoa, cưới một thương gia người Nhật Bản tên là Araki Sotaro đó. Và hàng năm vào cuối tháng 8 thì thành phố Hội An vẫn thường xuyên tổ chức một cái lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản. Và trong lễ hội này cũng tái hiện lại cái đám cưới này đó. Bây giờ thì cái điểm đầu tiên rồi chúng ta sẽ ghé thăm, đấy là công trình Đình Cẩm Phô ở đây ạ. Đi vào luôn ạ. Dạ, đi vào luôn ạ. Đặc biệt của đình làng Cẩm Phô này thì phía trước có trưng bày hai cái bình hoa và một cái lư hương ở giữa. Đây cũng giống như một cái án ngữ thay một cái bức bình phong bình thường của những công trình tín ngưỡng ạ. Thì đình làng Cẩm Phô có một cái điểm đặc biệt khác về kiến trúc so với những cái đình làng khác, thường là theo kiến trúc hình chữ nhất.
với lại dãy ngang và hai dãy nhà đông tây hai bên là nơi hội họp. Thì ở đình làng Cẩm Phô có thêm một cái phương đình ở phía trước này đây ạ. Đây là điểm cho các vị trưởng làng, những vị trưởng bối sẽ chuẩn bị các trang phục, chuẩn bị hành lễ vào bên trong. Công trình đình này chỉ thờ thành hoàng làng và một số vị bảo hộ của làng thôi. Sau này quá trình trùng tu tôn tạo có thờ thêm một số vị tiền hậu hiền ở hai bên đây nữa. Dạ. Nó vẫn là nơi hội họp tiến hành các nghi lễ của làng cũng như là sinh hoạt cộng đồng tín ngưỡng của người dân địa phương ở đây. Miền Trung là đa số là ở miền ven biển miền Trung là chỗ nào cũng có đình cũng có. Dạ đúng rồi. Nó giống như là một cái điểm dựa về tâm linh vậy đó. Dạ. Và trong số hơn 20 cái đình làng của Hội An thì đây được xem là đình làng có tuổi đời lớn nhất đây, xây dựng từ thế kỷ thứ 17 kìa. Wow. Dạ. Ngoài ra thì đình làng này được xem là một cái di chỉ khảo cổ nữa. Hồi năm 1994, một số nhà khảo cổ Nhật Bản cùng với lại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Hội An đã tiến hành một cái công cuộc khảo cổ và cũng tìm thấy ở đây rất là nhiều những di chỉ khảo cổ, đặc biệt đó là gốm sứ Trung Hoa và gốm Heizen của Nhật và gốm Việt Nam ở thế kỷ thứ 16-17 đó. Cho nên có thể hình dung được từ những cái chứng cứ này thì chúng ta có thể mường tượng là một cái khung cảnh ngày xưa ở khu vực này đã từng giao thương buôn bán với nhau rất là tấp nập đó. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên chùa cầu nhé. Lên chùa cầu luôn ạ. À? Dạ. Wow, cầu được ước thấy nha. Một trong những cái điều gọi là đặc biệt của du lịch Hội An đó chính là ăn uống, đúng không? Đúng. Có nghĩa là phải có ăn để mình vô mình ăn để khiến khán giả ở biết nơi này ăn cái gì ngon, đúng không chị? Dạ, ẩm thực là một cái điểm đặc trưng khi mà đến bất kỳ vùng đất nào đó. Thấy chưa? Đây gọi là ẩm thực và du lịch. Bây giờ là bây giờ nếu như em tới Hội An đi mà bây giờ để được ăn một quán duy nhất thì chị sẽ muốn em dẫn em tới cái quán nào? Dạ, ăn đặc sản Hội An. Là cao lầu hả chị? Dạ. Hội An cao lầu ở đâu ngon hả chị? Ôi, đấy là một cái món rất là phổ biến cho nên có thể nói là bất kỳ người dân nào ở đây người ta cũng nấu được cái món ấy hả? Nó có một cái mùi vị dân dã lắm, rất là dễ ăn. Nên nay nói mà một cái quán nào mà thực sự nổi tiếng thì do người ta nhiều người ta tìm đến đấy thôi. Thật ra mùi vị thì cũng không khác gì nhiều lắm ạ. Còn ăn vặt ở phố cổ này thì cái gì nổi tiếng? Ăn vặt rất là nhiều. Ăn vặt ở đây thì có thể là ăn chè hoặc là bánh tráng cuốn thịt nướng. À, chị ở đây có nước gì mát mát, chị ở nước gì mát mát? Đây là nước mót ạ. Nước mót, ở đây có không ạ? Họ đi nhớ tới, mọi người đi đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm điểm tiếp theo, đấy là công trình chùa cầu ạ. Đây cũng là biểu tượng của đô thị cổ Hội An và được xem là công trình cổ kính nhất ở đây. Dạ, cầu được xây từ thế kỷ thứ 17, năm xây dựng chính xác thì không có nhưng mà tuổi đời của nó thì khoảng tầm hơn 400 năm tuổi ạ. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy ngay hai đầu cầu có thờ hai cặp tượng đó. Như anh thấy không ạ? Đây chính là thờ một cặp tượng khỉ, đối xứng lại đầu phía đông thì thờ một cặp tượng chó ạ. Thực ra thì không có một cái tài liệu nào ghi chép cái rõ ràng cái lý do vì sao lại đặt như thế. Thì có người dân địa phương ở đây người ta tương truyền đó giống như cách đánh dấu năm xây dựng và năm kết thúc của công trình này á. Xây từ năm Thân qua năm Dậu, kết thúc và năm Tuất. Bây giờ điểm tiếp theo, thứ nhất là mình chắc chắn sẽ đi băng qua hai bờ sông này. Và đây là cái nơi là tấp nập gọi là đèn hoa rực rỡ nhất. Dạ. Đúng vậy. Ngay cái không gian phía trước mặt rồi chúng ta đây, trước đây nó chính là sông Thu Bồn đó. Vâng. Một khoảng sông rất là rộng và tàu thuyền các thương gia người nước ngoài đều cập cả để hết. Và sau này thì phù sa bồi đắp dần dần hình thành đến cái bãi bồi đối diện phía bên kia bờ sông. Ở đây là hồi xưa là hương cảng sầm uất của người Hoa, người Nhật. Nhật thì họ tàu thuyền neo đậu. Thì theo truyền thuyết kể lại vẫn có nhiều nhà nghiên cứu về ẩm thực nói rằng là để vừa ăn vừa canh được cái món cái hàng hóa của họ và để cho nó an toàn á thì họ dùng những cái lầu cao là kiểu kiến trúc Indochina này thì họ ngồi dự ăn ra và nhìn xuống để quan sát cao lầu là ăn trên lầu cao để quan sát những cái điều đó rất là hay. Ngoài những cái ngôi nhà, những cái kiến trúc kiểu người Nhật và người Hoa thì còn có đan xen những ngôi nhà kiểu Pháp như thế này nữa đó. Nhà hai tầng, mái mồng cong. Cho nên người ta độc đáo thế giới là tại vì tại sao chỉ có một Hội An mà không có Hội An thứ hai. Yeah. Là vì đây là một cái nơi thứ nhất, nó là vị trí không thể nào ở đâu có được, đó là vị trí thương cảng, là nơi giao thoa về hàng hóa và là ẩm thực và kiến trúc. Cho nên là nói Hội An là nơi hội thủy, hội nhân và hội văn hóa. Đúng rồi, thế đó. Của Pháp, của Nhật, của Trung. Và bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm một cái ngôi nhà cổ Tấn Ký. Nhà cổ Tấn Ký được công nhận là ngôi nhà cổ đầu tiên được công nhận là di tích cấp quốc gia Hội An á. Rồi, đây, đã đến rồi. Wow. Đây, Tấn Ký. Tấn Ký. Nhà cổ Tấn Ký. Nhà cổ Tấn Ký, di tích cấp quốc gia nha mọi người.
thì chúng ta có thể thấy đặc trưng đầu tiên mà chúng ta nhận biết một cái ngôi nhà cổ Hội An đấy là phía trước có gắn hai cái cầu tròn này đấy. Bánh trung thu. Bánh trung thu. Mắc cửa. Mắc cửa. Là mắc cửa. Nhìn bánh trung thu. Nhìn cửa. Là mắc cửa. Nơi mắc cửa nhà. À. Người dân Hội An thì quan niệm là vạn vật hữu linh, cái gì cũng có linh hồn của nó. Đặc biệt là nhà mình ở, nó gắn với vận mệnh cuộc đời của con người và gắn với mọi thành viên trong gia đình này đó. Cho nên là có mắc cửa đây. Và cũng như là ngư dân người ta đi thuyền đi biển cũng đúng sẽ có mắc đồ mắc phía trước ạ. Và ngôi nhà của người Hội An này cũng như thế. Có thể nói đây là nét riêng có của kiến trúc nhà cổ Hội An. Và tên hiệu Tấn Ký ở đây thì có từ đời cụ tổ của gia đình. Nó là tên hiệu buôn với ý nghĩa là mong muốn gia đình làm ăn phát đạt tấn tới đó. Kiểu hình ống ạ, nó dài và hẹp ở bên ngang. Và nhà ở đây thì không có thể trổ cửa sổ hai bên được, mà người ta lấy ánh sáng, không khí điều hòa cho ngôi nhà, chủ yếu là thông qua cái hệ thống giếng trời ở đây hết ạ. Nhà phân chia ra rất là nhiều gian, đầu tiên mặt tiền sẽ là gian buôn bán, cái gian thờ cúng, phòng khách, giếng trời và khu vực nhà sau. Cái không gian sinh hoạt riêng tư của gia đình chủ yếu ở trên gác hai và khu vực nhà sau là chính. Còn cả cái không gian này thường thì sẽ nhường cho du khách vào tham quan hàng ngày như thế. Dạ. Em cho anh hỏi là nhà này là nguyên bản luôn không? Nguyên bản luôn ạ. Chưa có một cái lần nào trùng tu lớn, chỉ có trùng tu những cái nhỏ nhỏ cấu kiện trong nhà thôi. Thế thì có nghĩa là những cái gỗ, những cái mắt, những cái giá, những cái đan sen này thì tất cả đều là nguyên bản như thế. Không có trùng tu sửa chữa gì cả. Khoảng bao nhiêu năm? Dạ, của nhà này khoảng tầm 200 năm ạ. 200 tính năm. Tính nhà thì con cháu đời thứ 6, 7 thì ở khu vực này ạ. Em ơi, bây giờ vẫn còn con cháu ở đây không? Dạ, ở đây ạ. Vẫn ở đây. Dạ, vẫn ở đây. Một số chị đại diện gia đình đấy. Anh thấy một tấm hình đó thì không biết có phải là... Dạ, đấy là của tổ đời thứ 3 của gia đình đó. À, đời thứ 3 rồi đó. Dạ, đời thứ 4 rồi đó. Cậu cũ từ... Đời thứ 5 là cụ ông bà bên kia. Đời thứ nhất, đời thứ 2 chắc cũng không còn lưu giữ được hình. Dạ, đúng rồi, không có hình nữa. Chỉ thờ bài vị ở gian thờ ở đây thôi. Dạ, gian thờ ở đây thường sẽ hướng vào trong nhà. Đây cũng là hướng nam, hướng cho ông bà yên nghỉ. Và người ta còn quan niệm để ông bà có thể quan sát thấy con cháu sinh hoạt trong gia đình có hòa thuận hay không để ông bà phù hộ nữa. Cho nên là có những căn nhà rất lâu nhưng mà nó vẫn là nhà cũ chứ không thể là nhà cổ được. Dạ, đúng rồi. Nhà cổ thì nó phải có dấu ấn của lịch sử. Dạ, và một trong những cái bảo vật thứ hai của gia đình đấy là cái cặp đôi liễn bích điểu ở bên kia đó. Dạ, nhìn từ xa chúng ta thấy chỉ là khảm xà cừ, chữ Hán bình thường thôi. Nhưng mà lại gần thì chúng ta sẽ thấy có một nét đặc biệt. Dạ, đấy là người ta khảm xà cừ những hình ảnh con chim đang bay ở trên này đó. Ôi, đúng rồi, đúng rồi. Rất là đẹp. Mỗi bên như thế vậy khoảng tầm 50 con, hai bên là 100 con, cho nên gọi là bách điểu. 100 bách là con chim. Điểu là chim đó mọi người. Ý nghĩa của câu đối liễn này là miêu tả vẻ đẹp của ánh trăng chiếu rọi vào ngôi nhà. Đây là bách xích thì dương thiên lý vũ, thập phân minh nguyệt nhất lầu thư. Hai câu như thế là hai bên. Có nghĩa? Miêu tả vẻ đẹp của ánh trăng chiếu rọi vào ngôi nhà đó. À, như vậy là chúng ta cũng đi được một vài nơi. Tuy nhiên hôm nay chắc là lịch trình cũng hơi bận rộn một tí. Bây giờ mà chắc cũng cảm ơn nó rất là nhiều vì đã hỗ trợ rất là nhiều. Dạ, thì cũng với một khoảng thời gian đồng hành với đoàn chúng ta thì em cũng rất là vui. Cũng một phần nào truyền tải được một số cái thông tin về thành phố Hội An cũng như là rất là tự hào về cái vùng đất này. Rất là cảm ơn đoàn chúng ta ghé thăm đô thị cổ Hội An của chúng em. Em xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chị rất nhá. Cảm ơn chị rất nhiều. Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Xin chào. Xin chào. Các bạn đã tham quan một vòng ở phố cổ Hội An rồi thì các bạn thấy cái điểm đặc trưng dễ thấy nhất ở phố cổ Hội An là cái gì? Lồng đèn.
Bây giờ ở tại đây, như các bạn thấy là chúng ta có rất là nhiều lồng đèn. Chúng tôi đã bố trí riêng cho cái trò chơi này. Và trò chơi này sẽ là trò chơi để quyết định coi là đội nào có bữa ăn khác biệt so với lại đội còn lại ha. Rồi bây giờ tôi cần các bạn đứng vào đúng cái vị trí của chi đội của sáng nay ạ. Trời ơi, bên kia sao chơi lại mình? Trời ơi. Xin lỗi à, tôi thấy tờ giấy sắp nghi nghi lấy giấy này rồi. Anh kêu được không? Chị. Hôm nay bà con đông lắm. Ở thử thách này, các bạn sẽ thi đấu theo từng cặp. Mỗi một lượt sẽ có một cặp cổng nhau. Hai đội oẳn tù tì để chọn lợi thế. Người được cổng phải đeo bao tay. Chúng tôi sẽ đưa ra đề bài là những món ăn đặc trưng xứ Quảng. Nhiệm vụ của các bạn là phải đi tìm tấm thẻ ghi đúng tên món ăn đó mang về đây. Nếu tìm đúng, các bạn sẽ ghi được điểm. Kết thúc các lượt chơi, đội nào có số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi sẽ cổng anh Trương Thế Vinh. Tôi sẽ cổng anh Trương Thế Vinh. Và tôi nghĩ cái phiếu đó sẽ ghi tên của anh và thả lên trời. Em 66kg thôi. Em 65. Thế là anh em mình là làm trâu làm bò. Làm trâu làm bò. Giờ ai cổng ai ạ? Đây, giỏi, tôi cổng anh Giang cho. Anh dĩ phải cổng em rồi, hùng quá. Rồi vậy đi ạ. Tại sao lại để hai đứa nó bị để cổng nhau vậy? Thôi vậy thôi, vậy em cổng anh cổng em. Vậy em cổng anh cổng em. Trời ơi. Bạn được cậy em gặp đầu cho trước. Trương Thế Vinh và Rít Phan. Vô. Ai cổng ai? Em cổng cho. Rồi, bên mình ai đấu với cặp này? Cặp này đấu quân trước không? Anh em mà đi. Rồi, Nguyễn Quy với lại Kiều Minh Tuấn, ai cổng ai? Quê cổng là Tuấn à. Quê cổng là Tuấn à. Em phải cổng anh chứ. Sao vậy? Anh thấy là bình thường. Anh thấy là bình thường. Đúng rồi. Mặt Huy tái còn miếng máu luôn. Ờ, dạ vâng. Dạ vâng. Rồi, xin mời. Bắt đầu. Yeah. One, two, three. Một, hai. Quảnh người ta kìa. Anh quảnh em chứ. Vậy em quảnh đi. Quảnh tôi xì ra Huy nha. Ráng nha, ráng thẳng như Huy. Vô đây đây. Rồi. Thôi cố lên. Rồi. Thôi cố lên. Quảnh tù xì là cái gì là cái. Vô Huy. Là cái gì là cái. Vô Huy. Thôi Huy ơi. Trời ơi. Quảnh tù xì là cái gì là cái. Này. Thắng rồi ạ. Yeah. Ra sao. Ra sao. Không nói nhiều nữa. Đi lên. Bao gì đây. Ê, ghê quá. Mày ơi. Không được. Ok. Đúng rồi. Nói gì nữa. Nhìn rồi. Wow. Không có tay. Trời ơi không? Là trời. Thôi, mọi người ơi. Đó. Mọi người ơi, Isaac nói là ủa, mình không đeo dễ bất hơn chứ. Ai cho không đeo. Ủa, không có nói gì nữa. Nhìn wow. Không có tay dễ bất hơn. Ôi, mới đẻ à. Không, tôi muốn quýnh đề ba anh Tuấn cái đã. Sao mà không thua, ơi, sao mà đóng đáng nhờ. Sao mà đánh xấu đánh vậy, em quýnh lộn người ta hoài. Ghét mấy người bị gục thừa lắm. Kem đánh răng sẽ chiếu yêu em. Rồi bây giờ các bạn chú ý nè, đây là đề bài của các bạn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mới chiều gì vậy? Bánh tráng đập hả? Bánh đập hả? Bánh đập tôi. Ngồi chân cỏ, Huy ơi, ngồi chân cỏ. Huy ơi, lên. Huy ơi. Ủa em làm cái trò gì vậy? Ủa em làm cái trò gì vậy? Gãi con. Em tắm cổ bé hồng mà em nói chết tôi. Dạ đây à, bánh đá. Tem ơi. Rồi. Dập. Đỡ đỡ không? Đúng không? Đúng rồi. Đỡ xuống. Rồi sai. Rồi sai. Sai nó tiếp. Cái gì? Chạy lấy từ gì vậy? Chạy đi, chạy kiếm đi. Cái từ em lấy là cái gì?
hai đứa kia ai ghi vô. Không phải mấy chán nướng mấy chán đập. Đó đó. Đó. Cái này là không đúng chính tả. Cái này là không đúng chính tả. Thì kiếm cái này đúng chính tả đi. Đúng rồi. Nó đó, đập nhỏ. Ủa. Cái đó gọi làm gì? Đúng rồi, bánh tráng đập. Đúng rồi, bánh tráng đập. Chị đập nhỏ xíu à. Nhỏ xíu à. Chị đập nhỏ xíu à. Trời ơi. 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 Em gãy xương rồi. Bánh tráng đập đúng chưa? Em gãy cuộc sống rồi mọi người ơi. Ây da. Rồi, chính xác. Chị anh em đi. Có là không bị đẹp được. Địa đẹp của em. Trời ơi, có sao không em ơi? Dở vậy trị liệu liền. Ôi, cặp mình vô dụng quá. Thôi tưởng đa ngủ vậy. Ôi, cặp mình vô dụng quá. Dở vậy. Rồi, xin mời cặp tiếp theo chuẩn bị à. Lương lẹo lắm, phải đoán tâm lý. Ra. Cái gì vậy? Ra. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Lửa. Lửa. Lửa thắng hết tất cả anh. Thôi, bùa bao kéo thôi, bùa bao kéo thôi. Ra cùng lửa, bùa bao kéo. Bùa bao kéo. Cắt. Đó. Hợp lý. Cái kia cũng mất được mà anh, quan trọng mình tìm được cái chữ. Đẹp trai thì có ăn được không? Hey. Trời ơi, ôi. Ôi. Không gian nhẹ mà. Rồi, đây là đề bài của các bạn. Cái gì vậy? Đây, 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 đây. Bánh đậu xanh luôn à? Bánh đậu xanh luôn à? Bánh đậu xanh à? Xanh đúng à? Rồi, chính xác rồi. Chính xác. Bánh đậu xanh nhưng mà thông thái thôi. Hay quá. Đổi đi, đổi vàng đi. Anh giống vàng cho. Đổi cho. Okay, ok. Để em sắp thắt, sắp bị gãy rồi. Để anh tôi xịn cho. Vô anh. Vô. Ra kì. Thôi, không nói rồi. Trả lời thôi, là gì? Không em nói anh. Ra cái kéo. 1, 2, 3. Qua đưa vô. Ghê gì? Quá trời. Anh đeo vô rồi em cộng hả? Anh đeo vô rồi em cộng hả? Có lộn lộn nhiều hả? Anh nhiêu? Lộn lộn. Anh đúng 2kg. Chay. Nó càng ngày càng hay quá hình như. Rồi vô ra là múa mai quên hồn vậy. Họ chứ là cạch tuôn nè. Tưởng như là mắc cừ. Vô. Vô. Và đây là đề bài của các bạn. Đâu đây? Kì. Cái gì chưa thấy luôn đó. Đâu đây? Anh nhớ đâu đây nè. Cái này đúng rồi. Thấp quá, không lên nổi. Đi xuống thả ra. Ủa em chậm cái gì đâu, em chậm nhịp thôi. Chính xác. Cái cặp của tôi vô dụng quá. Trời, tao em á, em vô tướng á. Vô. Rồi, mình vô. Nghe nói là con tài lắm đúng không? Đúng rồi. Kéo búa bao. Đứng chờ gì vậy? Hài lắm. Cố sao? Thấy đã dễ lắm. Vô dụng. Em đeo. Anh đứng nha. Tổng cộng làm đi. Trời, anh bao nhiêu ký vậy? Hử. Trời. Thôi, đây là đề bài của các bạn. Ủa cái gì vậy? Cái này cái gì vậy? Ê. Ấy da trời, sao mà. Cao lầu phi quản vậy? Cao lầu phi quản. Sao người này vô luôn vậy? Đi theo.
Ủa? Ủa dạ, cái gì vậy? Ủa? Đi nhanh vậy? Dạ cao lẩu, ấy cao lẩu mà. Ý cao lẩu đúng rồi, cao lẩu đúng rồi. Chính xác. Trời nhanh quá vậy. Trời nhanh quá vậy. Cái đội này thấy chưa, thấy nhanh ghê, mình chơi với chị thôi. Đúng rồi, mình phải sáu cặp lại. Sáu đi. Anh bị gì vậy? Ngoài không? Anh cổng ai đâu, người ta cổng anh không, anh mệt vậy sao? Anh giả bộ anh bệnh quá, anh đi xin lòng thương của khán giả. Đúng rồi. Khán giả ơi. Rồi, hãy yêu thương đi. Anh với ai? Anh với ai? Anh với em hên á. Rồi, ơi. Đổi đi, Hiếu đi. Hiếu là ai? Thử lại cổng anh. Ok. Đây nè. Thôi, rồi cổng anh, cổng Hiếu đi. Anh nhìn chỗ Hiếu. Hiếu mới cổng rồi. 1, 2, 3. Hiếu ơi. 2, 3. Hay lắm, bên kia trước mình. Càng luôn anh Vinh. Không cần biết. Rồi, đây là đề bài của các bạn. Đi anh Vinh đây. Cái gì đấy? Bánh bèo. Ê, Quýt. Cái kẹo đó, lên. Rút đi, trả nể vậy. Rút đi. Trời ơi. Anh yêu thương nó mà bây giờ nó đạo đó luôn. Trời ơi. Trời ơi, thằng bé này vô dụng quá. Ôi. Đấy, đấy. Đấy. Đá đi, đá liền đó. Kiếm đi. Sai. Bây giờ tôi xin thông báo tỷ số đang là 3-2 nghiêng về đội của Trường Giang. Nếu như mà bên đội của Trường Giang mà thắng thêm một lần nữa là thắng chung cuộc luôn nha. Đúng vậy. Em hai người. Đội mình ai với ai vậy? Em với lại anh Lâm. Lộn đội đi em lộn đội rồi. Đi qua đây đi em, cô bé. 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. Vào. Hay quá. Anh Lâm ơi, quá trời. Ấn trọng là phải tìm ra. Cái bao ổng vậy nè, cái bao ổng vậy nè. Bài quá. Hay vậy. 2-3 lên. Em ơi, mày lên đi đời ba vậy. Ôi ông ơi, anh ăn gì mà anh nặng dữ vậy? Ơi, sao lại lớn lắm giả của tôi? Anh Vinh. Chính xác. Ủa.
Trọng tài ơi, cho em thay đổi thành viên này được không? Trong thành viên này chơi lên gối rồi em. Giờ này, giờ mà mình chơi là chơi một cái mới không? Là 8 người cùng chơi, khỏi ai cũng ai chơi. Đúng rồi, cá nhân này, một người thắng là đội đó thắng. Đội kia phục vụ, cái kia là mình thắng rồi. Giờ chơi cái này là thành viên đội nào mà lấy được đầu tiên thì đội kia phải lo. Đội kia phải lo quần áo của mình. Đừng quên. Lộn rồi, đúng rồi, trong dịch không thân thiết gì hết. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi. Anh em biết. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh Diếp hả? Cái gì vậy anh? Đúng không? Cái gì? Nó cái gì vậy? Đúng chị. Không đúng thôi. Lại thấy đâu đây mà. Đánh tôi là Diếp hả? Trời ơi! Trời ơi! Tôi không biết gì hết. Trời ơi, chị không vậy? Đâu, đúng rồi đúng. Ai là Tuấn ơi? Ủa? Đúng không? Trời ơi, cái gì vậy? Em ăn da vừa phải thôi. Ai dạy em hả? Ai dạy em? Hỏi này không? Con cần chua bánh. Ăn da mất nó. Mẹ ơi, đừng đánh con nữa. Hả? Từ đây chữa chưa? Dạ chưa. Rồi. Có hai chuối chứ không phải không? Em dò đã, em dò đã. Trời ơi, nó chơi như thế rồi. Nè, cho cái này dò nè. Đó, dò đi. Đúng chưa chị? Chị ơi. Nè chị. Chè chứ không phải rồi. Trời ơi, chơi kỳ vậy. Bánh in lên kìa. Anh ơi, phụ huynh cái sạp này vô coi. Sai. Sai. Sai luôn. Sai luôn. Ủa? Đón xào hả? Đón xào hả? Không, con thử, con thử. Tôm cuốn á. Tôm chua cuốn. Này đúng rồi. Cái đó là... Chính xác. Gì vậy? Ủa, đúng hả? Tôm á. Tam hữu chồng á. Trời ơi. Nhưng mà cái đó đâu gì đâu, anh hưởng gì đâu. Vui chơi vui thôi. Vui thôi. Thua cái anh nói là chơi vui. Còn đây là rồi là chơi vui thôi mọi người ạ. Vui vui thôi. Thấy gì được gì. Mọi người thấy vui không? Vui. Không vui bỏ vậy thôi. Thôi như vậy là xin chúc mừng đội của Trường Giang ha. Ngày hôm nay các bạn sẽ được dùng bữa với những cái món quảng rất là ngon tại một nhà hàng. Còn đội còn lại mỗi người được 50.000 và các bạn sẽ trải nghiệm ẩm thực street food ở tại đây. Ở đường phố ở đây. Năm mươi ngàn được có tô mì hết rồi. Còn mình trong một nhà hàng lớn nghĩa là rất nhiều món. Rồi bây giờ xin mời đội của Dương Lâm. À, bạn lên nhận lộ phí gì ạ? Dạ. Thương quá. Xin mời anh mời người ngon mì. Đủ rồi. Đủ rồi. Thấy cũng tội nhưng mà tại vì không làm gì được thôi cũng kệ. Ngày nào cũng ăn rồi. Đường phố mới là đúng. Mới là hả đỉnh cao. Đỉnh cao. Rồi. Như vậy là ngày hôm nay không biết vì cớ làm sao mà lại được ăn ngon liên tục như vậy. Vì Isaac. Và mọi người ơi, nhớ đi đến Quảng Nam. Mọi người sẽ tận hưởng được cái không khí tuyệt vời như này. Tất cả chỉ có trong chương trình 2 ngày 1 đêm tự do. Chấm gì ngon? Cholimex đi. Nó không có náo nhiệt như bốn bạn trẻ kia đang lang thang ngoài kia, cơ nhở ngoài kia. Thôi cơ nhở thôi. Tính cách của em thì nó sẽ nói như thế này: chị ơi, em có 40.000 cho em hai tô được không? Nhiều khi người nổi tiếng là được discount anh, rồi xong đủ tiền ăn chiếc chè nữa. Trời ơi, chi mà cực quá vậy. Quan trọng là cái độ dày của da mình thôi. Tình thương nữa. Đó. Bé thật là tinh tế, pha ly nước cái màu y chang màu áo luôn. Em đoán nhé, đây là xí muội chanh đúng không ạ? Cho tao anh đi.
trà hoa dâm bột. Trà hoa dâm bột. Cái này chắc chắn là ngoài không có. Đúng rồi. Chúc mừng nha. Chúc mừng sự chiến thắng của trà hoa dâm bột và sự cay đắng của trà hoa đang ngồi kia. Ủa anh, sao mọi người đối xử tàn nhẫn nhau gì vậy? Nói vậy thôi chứ tối về tụi anh cũng phòng ai đi ngủ à. Thương nhau lắm. Bây giờ mình có 200 ngàn mình ăn thoải mái tại cái dòng sông này. Wow. Ăn đi. Đi thôi em. Để anh. Bây giờ ăn cái gì ngon anh? Ăn gì ngon? Để mình hỏi thăm bà con dân bản ở đây cái. Cao lầu 30 ngàn nha. Nhiều. Thánh xào 50 ngàn. Đây mở thánh xào ra xem nha. Wow, rất ngon. Đồng Nai. Em nghĩ là phải ăn đi ăn cao lầu đi. Cao lầu đi, có cao lầu không? Ở đây có cao lầu. Cao lầu này, thánh xào này, thịt chiên này. Có gì có cao lầu hến xào là đủ tiền thôi. Dĩa thịt nướng là có 120 ngàn. Tụi em có 200 ngàn. Không có nước bầu. 200 ngàn là bao nhiêu bạn ạ? 4 người. Dạ 4 người là 1 người 50 ngàn đúng không? Thôi đúng. Dạ, hết tiền. Lấy tiền là bên này cho khôn luôn. Dư bà Hạnh. Bên này cho khôn luôn. Dư bà Hạnh. Ở đây là có cao lầu 1, là hến xào là 2. Đó cao lầu với thịt nướng. Ở đây cao 2 sập là 3 món. Mỗi món bán mình là 10 ngàn. Mỗi món 10 ngàn mỗi thôi. Mỗi món 10 ngàn thì tụi con được ăn thử, ăn lấy gì? Tụi em sẽ diễn hề. Diễn hề cho mấy chị vui. Dạ. Cơ bể bụng bầu. Dạ rồi, vậy mình vô mình ngồi đi ha. Dạ. Dạ cảm ơn, một chảo tay cho cô Năm à. Wow. Rồi. Ồ, đẹp quá. Thấy vậy tinh tế không? 4 cây để khỏi phải giành giật. Đúng. Ai, vì anh là cái này là mình như là để cuốn rau nè. Tinh tế chưa? Mời anh. Xin cảm ơn. Thôi Tuấn Nguyên có hoa rồi, tôi khỏi ăn chả giò. Cho tôi miếng tương ớt siêu cay. Trời ơi, đĩa này hay quá không? Đây nè, Tuấn ăn thêm cái này đi, tất cả các loại rau trên bàn cho Tuấn hết đi. Kỳ công á. Thì ăn được hả? Em có thể cho em một miếng nhỏ đi ạ, à? Em cay lắm. Này bí. À cay quá, à cay. FIFO là tiếng Anh của tiếng Hội Anh. Tiếng Việt không? Là tiếng nào mà FIFO. Nhớ mất ba ngày mai, xin đừng quên. Miếng gì anh? Không rồi. Miếng gì vậy? FIFO. Thì quán này tên là FIFO. À FIFO. Chính là cái tên Hội An luôn. Bằng tiếng Anh. Em cũng không biết nữa. Nhưng mà hai em biết là FIFO. Tại xưa chị Vân có làm một phim tên là FIFO. Ừ, có nghĩa gì á. Vậy ha. Hoài Phố. Sông ở ngoài đây là sông Hoài. Và cái dãy phố ở dọc hai bên sông Hoài. FIFO là Hoài Phố. Là Hoài Phố. Lấy mua qua đăng mình thả ha. Ờ, nếu còn tiền. Còn chớ trời, bình bao là còn tiền luôn. Họ hỏi với xuồng có nhiêu vậy? Anh lấy đò. Đi nhiêu chuyến anh? Bao nhiêu một chuyến vậy anh? Bốn anh là xuống đây là 20 nghìn. Trời ơi, anh đi vui vẻ nha. Dạ rồi. Tụi em bơi được. Dạ, tụi em tự bơi. Trời ơi. Trời ơi, 10 ngàn gì đó. Cũng 10 ngàn bán dữ vậy. Trời ơi. Trời ơi, sao mà 10 ngàn mà bán dữ vậy anh? Cô Năm ơi. Cái khu của cô là tên gì để tụi con livestream, tụi con quảng cáo cho. Cô Năm cao lầu thịt nước xiên. Cô Năm cao lầu. Cô Năm dễ thương quá. Cô Năm cao lầu ban đồ thiên ngon. Ghé đây ăn liền bạn tình ơi. Ghé đây ăn liền bạn tình ơi. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô Năm. Dạ. Xin mời mọi người. 30 ngàn đó hả? Trời ơi, nghe dữ vậy. Ngon quá. Đây cô Năm tặng hết luôn. Trời ơi, cô Năm mãi đỉnh. Cô Năm giờ chắc hả giàu hay không, bán đồ gì đam mê thôi hay không. Chứ hả, nguyên cái khu này của cô Năm đó. Trời ơi. Ngon quá. Ngon quá. Tuyệt vời. Anh Vinh ơi, sao anh có bồ trên Vinh? Anh dẫn anh bồ anh ra đây chơi đi. Anh đi với tụi em anh vui rồi. Anh vậy đó hả? Bên kia làm gì vui bằng tụi tôi. Ăn gì mới vui ha, chiên rồi sẽ bùi đồ. À cái này là hồi nãy nè.
Cái này là cái này là bánh hoa hồng à. Cái bánh hoa hồng ở trong nó giống giống cái gì? Há cảo à? Há cảo á. Chết rồi, em tự đi coi, em bự quá giờ em không bỏ vô hồng nè. Ngon ha. Bất ngờ nha. Ngon. Giờ phân tích nè, vì sao cái món này ngon? Nước mắm. Được rồi. Em nghĩ là cái hoa chuối á, cái này nè. Cái này rau rất là tươi và giòn. Nước mắm đặc biệt là không bị ngọt. Tôm với lại mực cũng phải làm sao đó đúng cái độ chính của nó giòn. Mà Quy là người rất thích ăn rau nha. Rồi mấy đứa ăn thịt với tôm đi. Thực ra tại vì nhiều người chưa đi miền Trung rồi, nhưng mà Hội An, Quảng Nam nhìn anh nè là phải đi nha. Dạ. Đồ ăn nó vừa vặn lắm. Cái gì sao mà anh mới nói vừa vặn mà em đút vô không vừa cái miệng gì chơi vậy? Nếu anh đã dọi rồi em xin phép anh Giang. Rồi đến cuối cùng. Trời ơi. Mấy đứa miệng xin bớt làm mấy trò đó nha. Những cái trò vậy nên để anh Lâm làm. Trời ơi, cô Năm ơi, cô Năm còn trang trí nữa hả cô Năm? Trang trí hết lâu quá. Cô mới nói giống cô Năm, cô nói cô Năm hả, quên rồi. Hình như hồi nãy mình có kêu trà tắc mà cô quên rồi. Hay là cô không có bán cho mình? Có 3,000 bán không đủ. Cô làm đơ rồi. Cô Năm thuộc bài hát nào không cô? Cô không thuộc hả? Dạ rồi. Và cuối cùng là anh em nghệ sĩ chúng ta. Và cùng Lê Ca. Bao nhiêu tiếng cười vui quá. Ở trong qua cô Năm mà. Sao cô Năm luôn vậy? Cô Năm mà sao qua cô Năm rồi. Dạ. Cô Năm hay tụi con mắc cười không? Không vui hả cô? Dạ. Dạ rồi. Dạ con cảm ơn cô Năm rất là nhiều nha. Thương cô Năm quá. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô Năm. Cô Năm thẳng à. Không vui. Mắc cười. Vui với mắc cười nó khác chứ. Nó chứ ngon quá nè. Vậy tôi là tôi trả tiền nha. Ok. Dạ. Dạ đây, con xin gửi tiền cho cô Năm. Dạ. Cô tính giùm con nãy giờ tổng vị chi, tổng thiệt hại. Hai chục ngàn. Dạ cảm ơn cô Năm rất là nhiều. Dạ mọi người nhớ đến ghét cô Năm nha, cô Năm rất là thân thiện à. Xong rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Ăn chè thôi à. Mình còn 180 ngàn. Trời ơi. Ủa? Sao ăn quá trời? Có 20 ngàn vậy? Thì đó. Em nghe bên kia có tiếng sập sinh. Vậy mình qua bên đó để cùng hát văn nghệ đi. Bánh xèo. Chúng này, có này có nè. Bánh tráng, bánh ướt, thịt xiên nướng với thịt luộc cuốn, và bánh xèo cuốn chấm với tương. Ôi ực mời cả nhà. Rồi. Cái này làm sao ta? Đây mở một xiên nữa mà mình sẽ lấy cái bánh cuốn này ra. Ồ, cái này gặp rồi vậy nè. Trời ơi, cải mầm nha mọi người, rau sống nha mọi người, em luôn á, vô nha mọi người, vô lắm nha, một miếng thịt nha mọi người. Ủa em tự anh gói cái thịt riêng à? Một cái xiên nha mọi người. Ủa vừa thịt vừa xiên luôn hả? Đúng vậy, em tưởng ăn xiên riêng thịt riêng. Xiên riêng thịt riêng đi. Không, một miếng bánh ướt nha mọi người. Trời ơi quá trời ngon. Ôi ngon quá, hôm nay ăn ngon ghê luôn á.
mọi người là đi tới số này là lúc đầu mọi người còn thương xót đội kia chứ bây giờ là không thương xót gì luôn đúng không? Từ đầu rồi không thương xót rồi, tối về tụi anh ăn ủi thôi. Chấm với cái gì vậy anh Giang? Hai loại, một nước chấm một nước sốt. Nước sốt được không? Ủa sao em cuốn cái cuốn gì nữa? Trời, ba đứa cuốn cuốn gì nhìn nữa? Em bự không? Bự mà. Em tâm ý chơi. Kiểu mỏ này không có nương vậy đó. How's it? Oh. Wow. Hến đây nó nhỏ nhỏ ta. Ờ, hồi trưa đó. Hồi trưa cũng ăn hến, bây giờ cũng ăn hến. Rồi mọi người, em mời mọi người cả nhà. Trước khi mình ấy tình sự đúng rồi, cái này cho nó dính. Ớt không anh? Ớt xào Hội An á. Ủa sao nó cay không mà sao em thấy anh xúc được vậy? Ớt nước ăn này đúng luôn á. Nó ngon quá. Nó ngon quá. Em đi miền Trung diễn nhiều lần chưa bao giờ được ăn ngon vậy luôn á. Ủa? Tại diễn xong toàn về khách sạn ngủ. Trời ơi. Đúng là chỉ đi 2 ngày 1 đêm mới được trải nghiệm những cái như vậy. Thật sự. Hến nhỏ nhỏ ha. Đầu tiên em ăn cái hến nó nhỏ nhỏ vậy anh. Ủa anh, có một câu hỏi nè anh Giang. Ừ? Con này rất nhỏ làm sao ta lễ ra được? Người ta mua về nấu sơ luộc quậy quậy à quậy cái chín nó sẽ nổi lên. Dạ. Cái vỏ nó sẽ chìm xuống. À. Sau đó ta vớt ra để riêng nước ra khi lắng thì cái cát với cái vỏ nó chìm dưới thì lấy phần nước đó để bán luôn, để bán kèm theo cái này. Đó mua lưu niệm đi. Đúng rồi, kìa tặng mọi người một cái nón lá đi. Lưu niệm đẹp nè. Đây, cho mừng coi thử nha em. Ôi, mở ra được đó. Ai đẹp gì? Trời ơi, chị em xinh đôi. Wow. Yêu quá. Ngại quá. Mười ngàn. Mười ngàn hả? Mười ngàn ok. Hai con nhiêu? Hai con 10 ngàn. Con 5 ngàn. Ủa con có 5 ngàn à, ok đó nha. Hết 500 luôn. Hết 500 luôn, vậy là mình tặng anh em mình. Đó, 500 là tức là gắn kết, không rời. Đủ không? 6, 7, 8, 8 anh em. Vậy là mua 4 con 40 ngàn. 30 ngàn. Đúng rồi. 4 con 30 ngàn được không bé gái? 40 ngàn. Mẹ ơi. Trời ơi, cháu có trời. Thương anh không? Ủa? Hiểu thứ hai. Dạ. Đây là lúc mà em ra tay. Mời em. Thôi chị ơi, có gì bán cho em. Kêu chị là. Kêu chị làm sao mà dạ. Nói chuyện đi. Thôi đi. Ha, chắc là thích gu già một xíu anh. Anh. Quá mình đẹp quá em. Rồi giao lưu vậy biết nào xong. Anh vô thẳng vấn đề đi anh. Vấn đề hả? Tụi anh đi anh. Tụi anh là nhóm coi như là muốn tặng quà cho bạn anh. Nhớ người một con. Nhưng mà tụi anh thua cuộc. Tụi anh còn có 40 ngàn thôi. Còn 40 ngàn. Tụi anh còn 10 ngàn để đi về. Đúng. Đi xích lô về. Đúng. Em có thể rủ lòng thương. Lấy một nghìn thôi anh đi ạ. Wow. Bé đẹp quá. Bé tên gì vậy cưng? Dạ em tên Nguyên ạ. Nguyên, cảm ơn Nguyên rất nhiều. Thôi lựa đi ạ. Nè trả tiền đi trai đẹp, lấy tiền ra trả đi cưng. Thế mọi người một màu 30 ngàn. Đúng rồi, mày sẽ tặng cho 8 anh em nha. Ủa lấy nam thôi hả? Nam thôi chứ hả, nữ có ai trong nhóm ai nữ không? Em đó, vậy là hai chị em mình ai nữ. Đây, cao lầu. Mốt không thể không ăn khi đến Hội An. Đi Hội An mà không ăn là một thiếu sót đúng không ạ? Vậy đó ha. Ăn ngon vui ha. Em thấy ăn ngon là vui nhất luôn.
tương ớt Hội An đỉnh. Ừ. Phải mua về nhà ăn mới được. Ngon ha. Tương ớt Hội An ngon quá. Ừ. Nói chung là hôm nay chúng ta đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ dùng món tráng miệng. Dạ. Tôi ít khi nào khen nhà hàng nào ngon lắm nha, nhưng mà tôi khen nhà hàng này ngon á. Trời ơi, nãy là tụi em đi ngang qua khu chè cô Hai, tụi em có nước, trời ơi, phải gì mình được ăn chén chè. Đây, như lời thề ước. Dạ, đã có chén chè rồi. Tội nghiệp Hiếu nãy đi ngang nó cũng vấn vương. Dạ, ủa. Mà nên cũng xe nhau đi, tại vì nó nhiều lắm. Đúng rồi. Anh thử miếng nhỏ này nha. Thử đi. Tối cúc dừa hả? Đây là gì ta? Giống như nước cẩm hả? À không, chờ đậu đỏ. Đậu đỏ nè. Đậu xanh, đậu đỏ. Đậu xanh. Nước gừng. Wow. Nhìn cái chén chè chất lượng ghê. Uy tín đây. Ngọt. Là chè đậu ván hả? Chè đậu ván, chè đó ngon lắm á. Đậu ván có hai loại. Loại đặc và loại nước. Loại nước thì lúc ăn người ta sẽ xịt một ít dầu chuối vô, hoặc là nặng miếng tắc vô, ăn miếng tắc á, cái tắc á, nặng vô miếng ăn ngon lắm. Bỏ đá vô. Vậy là hôm nay chúng ta có bữa ăn rất là ngon. Rất ngon nha. Vừa lòng ha. Dạ. Tàu phở kìa. Milo dầm chè, có chè gì? Trời ơi. Chè tàu phở xoa xoa. Xoa xoa ngon nha. Dạ. Xoa xoa là cái gì vậy anh? Massage đó, massage đó. Hạt lựu nữa. Hạt lựu. Đó rồi nè. Giá cả sao? Dạ giá cả là sao ạ? 20.000 một tô. Lấy chúng tôi hai tô. Một tô 10.000. Một tô 10.000. Nhát miệng quá. Được không ạ? Dạ không. Dạ vậy chúng tôi xin phép đi thôi. Bốn thầy trò lại lên đường. Đúng. Ở đây người ta không có giảm giá. Nhưng mà anh thèm quá. Thì đó, đây là chiêu thức của má em. Khi mà bà đi chợ thì bà đều trả giá. Trong bụng bà muốn mua lắm. Xong rồi cái bà bỏ đi. Xong mà khi bà bỏ đi người ta không quắt lợi. Là biết bán đúng giá. Là biết bán đúng giá. Cho nên tôi nghĩ là chị ấy bán đúng giá rồi. Quay lại đi. Mình quay lại đi, mình còn nhiều tiền. Thôi đi quay lại chứ thèm quá rồi. Đi chi ra. Ôi trời ơi. Vô đi. Phía rồi không giảm giá là ai mà vô ăn. Phía rồi không giảm giá là ai mà vô ăn. Thôi. Ôi giảm giá kìa. Ôi trời ơi. Chiêu thức đã hoạt động. Trời, thấy không má tôi nói mà. Phải chảnh chảnh là cái người ta quắt mình lợi thôi. Dạ nó chưa bán à, hai tô đi chị. Cái này là nhà mình tự nấu luôn hả chị? Dạ. Ngon quá vậy. Ngon nghe, hấp dẫn ha. Ngon mà. Dạ cái này là xoa xoa hả chị? Dạ. Xoa xoa. Dễ chịu quá. Ngon, im ấy, im im bụng nha. Xoa xoa đang nắng lại gì vậy? Dạ, cái rau câu rong biển nè. À, tại cái sao là cái rau xoa xoa chị? Dạ, ở đây là không có xoa xoa. Không có xoa xoa đó. Phải xoa 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 nè. Thế chứ hồi nãy giờ nhiêu tiền chị? Chứ đừng trả đúng giá. Đúng giá đàng hoàng. Dạ thôi, 20. Đúng giá đàng hoàng, chị bán 2 tô bình thường nhiêu? Dạ, 2 tô bình thường thì 40. 40, em sẽ ra chị 40. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em? Để trả đúng tiền. Để trả đúng tiền. Để chứ nãy tụi em trả giá thử lòng thôi. Nhưng mà ai về đâu. Cái bụng chị thật là thật thà. Đây anh. Dạ. Đây chị. 10.000 tiền nước dừa thêm nữa. Không, cái đó là không trừ ơi. Cái nào ra cái đó chứ. Cái nước dừa là xinh. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đi thôi, đi thôi. Lẹ đi. Bây giờ mình còn tới 110.000 nữa. Lẹ, lẹ, lẹ. Qua đang ở đâu? Ở đâu? Đang, 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 đang. Mua đèn đi, mua đèn đi. Mua đèn đi. Bao nhiêu cái đèn con? 5.000. Có 5.000 thôi hả? Trời ơi. Vậy bây giờ mình thả bao nhiêu cái trả tiền cho con ơi, nè. Vậy cô bán cho con cây đèn pin. 5.000, 1, 2, 3, 4. Thôi mình mua ta, bố, cho bố anh em kia luôn. Thả cho bố anh em kia luôn. Dùm luôn. 8 cái. Dạ 8 cái. Đưa tiền cô trước nè. Gửi cô 50.000, cô thả thêm 2 cái giùm con nha. Rồi. Dạ rồi. Khỏi thói luôn, phải khỏi thói luôn. Khỏi thói. Dạ rồi. Dạ.
mình thả đây không? Bây giờ mình sẽ cầu cho anh Giang là có thật là nhiều sức khỏe với lại giấc ngủ của anh. Đúng rồi, giấc ngủ của anh. Anh ngủ hay chập chờn. Chúc cho anh Trường Giang thật là nhiều sức khỏe và ngủ thật là ngon hơn. Yeah. Và có bản lĩnh hơn, không sợ vợ nữa, không sợ vợ nữa. Dạ rồi, và đây là cái đèn của anh Kiều Minh Tuấn. Dạ. Chúc anh Kiều Minh Tuấn không có bị ruột thừa tái đi tái lại nữa. Và không có bị lấp ba lấp bắp. Lấp ba lấp bắp, văn chương sẽ trôi chảy hơn. Đúng rồi. Không có bị ké miếng tụi tôi mà sẽ tự tạo miếng cho mình. Đúng rồi, chúc anh có nhiều kiến thức hơn, học giỏi hơn. Để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Em nghĩ là em chúc cho anh Bắp là hả sẽ mở được hàng ngàn quán cà phê. Trời ơi. Không những là nước mình mà còn mở qua nước khác. Không còn bị đau lưng nữa. Không còn bị đau lưng, đau vai. Đúng rồi. Đau lưng mỏi gối. Chúc cho Isaac ra sản phẩm nào hot sản phẩm đó và càng thăng tiến trong nghề nghiệp. Rồi, tên Vinh. Nước cho tập này mình sẽ lên top 1 trên đinh liền luôn rồi. Liền luôn. Đó hả, công chiếu hả, 2 phút lên top 1 trên đinh. Trời ơi. Ước là được nha. Ước là được nha. Hiếu thứ hai không còn ngủ một mình. Dạ thôi thì em Trời đó coi, trời đó coi. Nó ra tới Hội An còn kéo banh lúp tèo đó. Rồi, nói chung là em ước thì em ước là cho tất cả dàn cast và tất cả khách mời lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe. Đi chặng nào là cũng khỏe re luôn, không có bị bệnh giặt, không có bị gì. Lúc nào cũng thiệt là duyên dáng và khán giả yêu thương. Rồi. Cái miếng lúc nào cũng ấm như là cái đèn cày này vậy. Rồi, cái này là Lâm đi. Cái này của Lâm. Lâm ước mong mọi người yêu quý chương trình 2 ngày 1 đêm. Gọi là hả ra cái nào triệu view top 1 trending. Quá hay. Hy vọng bà con ủng hộ 2 ngày 1 đêm. Rít vang. Rồi, đặc biệt á là em ước là cho anh em ekip lúc nào cũng hả có nhiều sức khỏe. Tại vì nhiều khi phải đoàn kết nữa. Đoàn kết nữa, tại nhiều khi hả là thấy mưa gió bão bùng thì cũng tội anh em. Thì sức khỏe của anh em lúc nào cũng dồi dào mà tinh thần của anh em lúc nào cũng khỏe mạnh. Yeah. Mong là những điều ước thành hiện thực. Và những điều ước này chỉ có trong chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Yeah. Nấu gì đi? Cholimex đây. Hoan chào đón tất cả quý khách và đặc biệt là các anh em nghệ sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh đã về có mặt tối hôm nay. Chúng ta một tay chúc mừng. Và chúc quý vị chúng ta một đêm vui vẻ tại không gian bài tròi phố cổ. Và chương trình chúng tôi xin phép được bắt đầu. Trống kia đã đổ, cứ nó đã phát xong. Hiểu giữ bài tì đó nghe. Ai về phố cổ Hội An lắng nghe khúc hát dân gian bài chòi. Bài chòi bài tôi là 30 lá, giáng tay xuống xa là cái gà ầm ầm. Trước té xuống hầm là cái anh tứ căng. Nước già trầm trắng là cái chị Bạch Huệ. Một có hai kê, một có hai kê là anh cha khi ngồi. Ê, 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 là cái chị Sáu kê. Lần bè là cái anh ngu dâm. Lần đầm sạch bị đi xin là cái anh nhị nghèo. Đặng nghèo lại cầm khổ. Hay vui mà hay khổ là cái bếp ba gà. Anh cứ nhớ em nhỉ. Có nhà là cái anh tư tử. Làm sao mà nghe được, làm sao mà nghe được. Tò đó đẹp nè, tò đó đẹp nè. Có giường ăn kia kìa, giường ăn kìa, giường ăn kìa, giường ăn kìa. Chúng tôi giới thiệu sơ quát tên gọi của những quân cờ. Và bây giờ đây là chúng tôi bắt đầu rút thẻ bài.
này gọi là lô tô Hội An, ghi là Hội An Bingo Game, là chữ lô tô Hội An đó. Sao không bên nhau được tình chung bước, thương con nhạc buồn khóc bạc đêm xưa. Thương hai người, biệt xứ tha phương, thân đêm chữ liễu mỗi còn thương. Còn thương chúng tình à, bạn mình ơi, cây con lá liễu, lá liễu ra rồi. Là con lá liễu, 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 không có liễu. Con làng nó thắng là không có liễu. Không có liễu là sai đúng không? Có một con người ta sẽ đưa cho một cây cờ, mình cầm ba cây cờ mình kinh. Okay. Chữ công danh cho nuôi gà, lập chữ công danh cây xa cây sút để dành. Sút 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 con bài con gì nó ra đây, một lòng một dạ trung trinh, đặt thanh cái soi giữa nghìn trùng mà bay, tâm như nhận dục còn đây trương lương mấy bậc đi lương dài lớn tuổi rồi dài, anh ơi con bài dài là cái con bài dài con bài dài 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 Rồi anh có giày. Con có giày chú ơi, cảm ơn chú. Mà hô tiếp là hô tiếp con bài, con gì nó ra đây. Ngàn năm tương hồi mô bóc hình này. Không à con. Sao bây giờ tôi đã phụ tôi. Chẳng biết rồi có khi mờ. Tèo 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 tèo. Tôi bây giờ ôm sầu ngàn năm. Sao tôi cãi giả đứng ngồi nhớ thương. Thuyền kia giờ đã sáng sóc, chứ thuyền kia giờ đã sáng sóc. Phải chắc bếp là có ông. Có ông sáu tiền à, bạn mình nói là khi ông sáu tiền là có ông sáu tiền à, bạn mình nói là khi ông sáu tiền là khi ông sáu tiền. Sáu tiền. Hôm nay cô Kiều Huy có tiền rồi. Mà vàng cầm chai, mà vài con cá trên bên sông nga. Dưới trăng kỳ ai mà đi cây. Còn vang còn thương ai lặng lội thân cò. Ngày đêm mà chăm bó. Cho đồng cây lúa thêm xanh. Cho đồng cây lúa thêm xanh. Hey! Đượm tình sống nước bên đò cây đa. Đượm tình đượm nghĩa đôi ta. Chứ đượm tình đượm nghĩa đôi ta. Dẫu nghèo nhưng vẫn đậm mà đà. Đậm đà duyên quê. Ai bạn mình ơi là cái con gì nghèo là cái con gì. Đèo ta đèo. Ai bạn mình ơi là cái con gì nghèo là cái con gì. Đèo ta đèo. Ủa sao nghèo ghê vậy? Ủa sao nghèo vậy? Nghèo lắm con rồi. Nghèo lắm. Hồi ăn mấy chục tiếng cầu đi em chỉ biết con cầu mà. Con cầu ấy kia ạ. Cầu danh cầu phúc cầu tài. Chứ cầu danh cầu phúc cầu tài. Cầu ta với bỏ thành hai vợ chồng. Thành hai vợ chồng. Ở bán mình đây là cái gì càng hay là cái. Huy chờ rồi, Huy chờ rồi. Huy chờ rồi, họ Huy ơi, họ đi Huy ơi. Họ sao? Họ cũng có hai con, nó một con là chúng rồi. Là trời đó. Sao mà nó mới nợ ta? Anh em mình đúng nghèo luôn. Nghèo queo luôn. Không có gì hết vậy. Bé đổi đi bé.
thương nhau thì đừng có đắn đo sang hèn mặc kệ sao cho xui quá à, em xui quá à. Đừng có luôn chị vợ là đây ông tơ ba huyệt đã nói vậy tơ hồng nói vậy tơ hồng là anh chồng em vợ tại vì phải đỡ mình như muốn tam giây tại vì phải đỡ mình như muốn tam giây tình là cái con tam giây là tao đây nè. Hấp gì? Anh. Em nè. Hấp dây ra rồi. Tôi đây mà hổ tiếp là hổ tiếp con mai. Con gì nó ra đây? Từ đồ chia tay anh phiêu bạc muôn phương. Anh chờ rồi nha. Hay vậy. Rồi. Sống quê sang biết đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sống quê bên lỡ bên môi mà anh lỡ hẹn Tèo chuyến đò sang hoa đẹp thì hoa phải nở. Đến chuyến em phải theo dòng. Anh đây lỡ hẹn với dòng sông chứ anh đây lỡ hẹn với dòng sông. Em sang ngang đổi vé mà lòng anh đau. Ở bạn mình đây là cái con sơ đấy. Ở bạn mình đây là cái con sơ đấy là con. Trời ơi thời tới rồi. Con chú ơi. Sơ hả? Sơ. Ôi. Giờ mới có hả? Giờ mới có. Hay quá. Tử gì ngủ không ơi, ghê quá. Tử là ngủ nữa. Đấu nữa nè. Em đấu xong ngủ làm tử luôn. Trời ơi. Chú ơi, cô ơi, cô coi con nè, rụng sư. Không, không đúng, con sư. Đây là con sư. Con bắt cái bài nào của con đi. Ơi, à ơi, ru hời, mẹ ru mẹ hát những lời mà bé thương. Chú con thiếp thiếp giấc nồng mà chứ ru con, thiếp thiếp giấc nồng ru giấc ngủ ru. Ngủ ngủ, ru rủ là cái con ngủ dập là con ra rồi. Là con ngủ dập. Em có không? Em có không Lâm? Có. Bỏ lấy cờ đi. Cờ ngủ. Rủ cho coi ngủ. Ngủ dập rồi. Tôi đây mà hổ tiếp là hổ tiếp con bài. Con gì nó ra đây? Này anh ba. Có anh này em. Hội bài tròi của chúng ta đến đây đã chấm hết. Khoan Tiểu Phạm Má con bê bập ơi. Má bê bập ơi. Em chậm phút giây để cho anh có đôi lời. Anh năn nỉ. Anh năn nỉ cái chuyện gì? Bởi đời anh mà không có em chẳng khác nào như nắng hận. Mà không có mưa giông như hoa kia mà thiếu bướm. Như hoa kia mà thiếu tướng. Như hoa kia mà thiếu bướm. Như sọn sông chẳng có. Có không đó? Đó. Đó. Ghe ơi. Em ơi đừng có bỏ. Ghe vậy? Mày tin chồng thì vợ một lời thề sắt son. Hey. Anh trừ xin hứa trước với bà con. Anh hứa rằng. Anh xin hứa trước với trường dân là anh đây sẽ chỉ khú làm băng. Làm ăn để kiếm tiền thì không thiệt mà. Ơ bạn mình ơi, ơ bạn mình ơi, là cái con táp tiền, 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 cái con táp tiền, là cái con táp tiền. Táp tiền. Táp tiền ơi. Thôi nhá, mình hồi nha mọi người. Trời ơi. Thôi nhá, táp tiền. Ủa dưới đây, hồi xuống dưới đây. Táp tiền tôi 8 giây rồi, trời tôi 8 giây. Con bài, con gì nó ra đây. Tôi đây là khách qua đường. Đây đây tôi hát với mấy đường vui chiên. Chiên vui chiên. Chiên vui chiên. Ngày mới đây tôi về Bình Yên. Mấy cô ở lễ có chiên mà không vui. Tiếng 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 tiếng. Tôi về trong giả bụi người đêm nằm mà trang trở. Đêm nằm mà trang trở. Có cái vui mà không chiên. Chiên đường ơi. Chiên đường ơi. Mấy em mà sấm lẹ thân trời. Chiên em trời sáng mà chẳng thấy cái dùi anh đâu. Dùi anh đâu? Dùi anh nè em. Thôi quá hả? Dùi anh. Nhỏ
mà về, chị nào cũng thích kêu à là kêu là con kiến cu. À bạn mình nói là cái chị kiến cu, kiến cu đó là con được là con được. Vui đã kinh, xin mời đã tìm ra mình may mắn trong thời chưa đây, chúc mừng. Hay vậy, hay vậy. Nghệ sĩ trưởng gia, hai nữa. Rồi xin mời con trai lên luôn, hai. Hai nữa. Hai nữa. Rồi đây cô bé đường xa đứng gần trường gian. Tự trọng. Đây là món quà tặng cho Trường Giang với trị giá là 2.750.000 đồng. Wow. 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 Cái gì vậy? Dữ vậy? Gì anh lồng đèn? Đây một cái lồng đèn bằng gỗ gọi là kỷ niệm đến với Hội An bài trời. Rồi. Rồi. Dạ thôi, tụi em cảm ơn các anh các chị, tụi rồi, em xin phép đi ạ. À. Rồi rồi, một đêm duy nhất rồi Trường Giang bây giờ. Rồi, vỗ tay nồng nhiệt. Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Rồi chúng ta tập trung để chuẩn bị, chúng ta chơi trò chơi dưới nước nào. Rồi sáng giờ đâu rồi, đúng rồi. Rồi. Em trúng độc rồi. Chào mừng các bạn đến với Victoria Hội An Beach Resort and Spa. Nơi đây là một trong những khu nghỉ dưỡng mang đậm phong cách Đông Dương tại Hội An, với bãi biển đẹp, không gian tự nhiên nhiều cây xanh và nhiều dịch vụ đa dạng cho du khách trải nghiệm. Hy vọng tại Victoria Hội An Beach Resort and Spa, các bạn sẽ có một đêm thư giãn thoải mái trong kỳ nghỉ đặc biệt 2 ngày 1 đêm lần này. Yeah. Yeah. Không, anh thích cảm giác không ngủ trong resort. Không ngủ trong resort. Anh ơi, xin mời anh. Xin mời anh. Anh Giang bị bắt cóc tiếp rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn dùng một chút welcome ring để cho nó ấm người ha. Wow, chu đáo quá. Sao thấy tốt lành như vậy, nhưng welcome ring mình chỉ nhìn chị cười nụ cười. Tốt mà. Tốt không? Đừng có nghi ngờ nữa. Sống có hoài nghi hoài. Còn rất là nhiều điều tử tế xung quanh chúng ta. Nhiều điều tử tế xung quanh chúng ta. Cái này có phải là nước mắm gừng hay không? Nước mắm gừng. Mắm gừng. Cẩn thận nước mắm. Mắm gừng. Nó đó là gừng. Nước mắm là cà phê phải không? Mọi người ơi, mọi người biết dùng cái này chưa? Để tôi chỉ cho. Thôi rồi, khát nước uống à. Chạy bả. Phải quấy vậy nè. Không, đây, chúng ta cái này ngậm vô trong miệng. Cắn miếng. Thiệt hả anh? Thiệt không? Có. Thèn cái lưỡi đi. Quấy à. Thè chưa? Em nuốt rồi. Sau đó mới uống cái này vô. Thè chưa nhả ra. Mình tốt mà. Dạ anh. Này là quế nè. Quế. Ủa. Muốn cái cây quá vậy. Ôi. Trời ơi. Em thấy bừng sáng rồi mọi người. Thôi mang kìa vậy anh Tuấn. Ủa còn cái chanh này làm gì anh? Thực ra là nướng cái miếng Huế, Huế ở đây đang đúng rồi. Rồi. Ăn bụng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi game để mà tìm ra những người sẽ được có chỗ ngủ tốt tối nay ha. Yeah. Chúng ta có 3 trò chơi và trò chơi đầu tiên của chúng ta có tên gọi là Nào Ta Cùng Nhảy. Đây là thử thách cá nhân. Các thành viên ngồi xổm. Khi nhạc vang lên, các bạn sẽ vừa ngồi vừa nhảy. Ai ngừng nhảy sẽ bị loại. Hai thành viên còn lại
cuối cùng sẽ giành được chỗ ngủ trong phòng tiện nghi và hưởng những quyền lợi đặc biệt từ chương trình. Rồi, tất cả trong tư thế ngồi. Ủa? Rồi, âm nhạc chuẩn bị. 3, 2, 1, âm nhạc. Một ngày đẹp trời nắng đã lên. Rồi xây dòng đi à, xây dòng đi à. Ê, nhức cái đi mới nhức cái ba ơi. Nhức cái đi mới nhức cái ba ơi. Thôi là nó sẽ. Ủa, sao kỳ em con miếng anh không chụp ra. Nhức quá. Anh ơi. Anh rồi. Sai rồi, sai dán rồi. Anh ra đi rồi. Anh ra đi rồi. Anh ra rồi. Sai dán. Sai rồi. Cái này tập ra. Ơi. Cái này tập ra. Nó chạy chạy mà. Ủa, nãy dựng nhảy nó ra như vậy mà. Nhảy hai chân một lúc nhảy một lúc. Nhưng mà em đi. Vậy là sai rồi. Giang, Giang, ngồi xuống, nhảy. Giang ơi. Ê. Rồi, Lâm, rồi. Lâm rồi. Tuấn ngồi luôn rồi. Biết xong luôn rồi. Như vậy là Huy với Hiếu sẽ là hai thành viên đầu tiên có suất ngủ sướng. Yeah! Em được cái chỗ đi. Thôi. Rồi bây giờ xin mời các bạn di chuyển qua set tiếp theo ha. Chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi khác để phân định coi ai là người ngủ sướng tiếp theo. Trò này đơn giản hơn là hai đã tức lắm. Yo. Trời ơi, trò gì vậy? Ủa, quýnh lộn. Lạnh rồi. Quýnh gói. Cuộc chiến gói. Thôi, mũi sữa không chơi nha. Thôi, mũi sữa không chơi nha. Chỉ là mấy cái MV hồi xưa đó. Đánh bông gòn văng lên. Thử thách tiếp theo mang tên đấu gối. Hai thành viên vừa thắng lúc nãy sẽ được miễn tham gia. Ở trò chơi này có tất cả hai lượt chơi. Mỗi lượt chơi có 3 thành viên tham gia. Các bạn sẽ quỳ trên nệm, sau đó dùng gối để tấn công lẫn nhau. Người nào bị trượt khỏi nệm sẽ bị loại. Ai trụ cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Một anh nhìn nó phán cái giáp văn cái dừa luôn quá. Quýnh anh Vinh biết nào ngã chị? Gà cùng một bè chứ hoài đá nhau. Nhiều đất bị đi. Nhiều đất bị chọn lượt. 2, 3. Nhiều ra ít bị. Rồi à. Hai bị. Hai cái bị. Làm lại. Nhiều ra ít bị. Bị. Đó rồi anh qua đội này. Rồi, ba bạn. Công nha. Trời ơi. Cố lên. Đúng nha. Phải quýnh này lên mạnh, tao biết mà. Tại vì lượt quá lưu xì thì coi đội nào chơi trước. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thắng quyết định. Đội đó chơi trước đi, mình coi chứ. Rồi, chơi trước. Thôi chơi trước đi. Thôi con quỷ phơ nữa, xui đúng xui luôn. Xui thiệt nha. Là ai té, té trước hả? Đúng rồi. Người trụ lại cuối cùng thắng. Cái này nó dễ trượt lắm nha mọi người. Không, cái này chắc tôi thua rồi. Tự nhà anh con, cố lên nha. Hôm nay phải là hai chị em mình. Phải là hai chị em mình thôi. Đúng, phải là chúng ta. Phải là chúng ta. Chốt. Anh ơi, chốt. Chốt chưa? Rồi, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Yeah. Đúng rồi. Bắt đầu. Bắt đầu. Yeah. Đúng rồi. Lại. Bắt đầu. Yeah. Đúng rồi. Quýnh như mỹ nữ vậy. Ấy da, ấy da, ấy da. Ấy da, 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 ấy da. Ấy da, ấy da, ấy da, ấy da.
giống như là mấy cái MV hồi xưa đó. Quýnh người ta mà kêu là ấy da không à. Trời ơi. Cái gói ai chét dầu ăn vô nó bị trơn quá. Đợt 2 cho Lâm chơi chứ được không? Thôi cho em chơi được 2. Đúng rồi, 4 chồng gói cho em Lâm chơi nữa. Tại vì thương Lâm phải mang con Jennifer cho nên cho Lâm thêm lần nữa. Cho em một lần nữa đi. Thôi 4 tụ đánh. Ôi ok mà, cái phần của anh ok, em xin người ta mà. Cái phần của đó là anh với em đó. Phòng gì? Phòng ngủ ngoài đó. Không. Nhưng mà khi Lâm vô là bọn em sẽ mất đi một cơ hội. Không có đâu, cho em đánh với, đánh vui thôi. Riết cho chị chơi với. Cho chị chơi không? Cho đi. Này nhiều mà chị, em thấy nhiều. Ok, 3 cái được rồi, để em chưa có chuẩn bị gì hết á. Thôi, ý trời đã định con đừng có níu kéo. Đi được theo mà, ta, được phòng với ta nào. Được, thôi vậy cho em chồng 4 đi, mấy anh em chồng 3 thôi cũng được. Em chồng 4 cho em dạy té cũng được. Ba, hai, một, bắt đầu. Chơi. Bắt đầu. Chuyện ơi, trời ơi, chơi. Trời ơi. Vô chơi chi vậy anh? Trời ơi, nãy giờ anh ra ngoài đi. Xin hả? Trời ơi. Xin hả? Thua thì không chịu thua. Xin hả? Ôi trời ơi, nó đánh em lông não thiệt chứ. Đánh tao quá trời, tao đánh một cái một cái. Ây da, trời ơi, quýnh lại đi ông. Ây da, con này. Dứt đi. Anh ơi, anh Sáng nãy giờ hơi nhiều quá nha anh Vinh. Ôi, chưa nó kìa xuống mà. Chị Tấm. Cái gì? Đúng rồi. Bây giờ mình phải đập mẹ cám. Lời thề của hai chị em mình ngày xưa như thế nào? Ngày xưa xưa. Căn phòng này của hai chị em mình. Dứt rồi. Cứu tôi, đồ dùng quá, cứu tôi.
Anh giật nó. Anh giật nó, bỏ anh đi. Thân thua là gì vậy? Chúng mình nữa thì là mất đây đây ông gối đây nằm lên đi hấp não. Đoạn này cho em chiếu lại câu hồi nãy đi. Chị em ta phải chung căn phòng này của hai chị em mình. Căn phòng này của hai chị em mình. Hai chị em mình. Hai chị em đúng rồi. Chỉnh hình vậy nha. Đứng lên đi để hai chị em nói chung một cái chiếu là đúng rồi đó. Cuốn lại. Cuốn lại. Cuốn lại. Cuốn lại. Rồi như vậy là kết quả đã rất là rõ ràng ha. Chúng tôi xin mời đội thua đứng qua một bên ạ. Ồ, bà muốn nhìn đỡ bên đây, nhìn tán bên đây rồi nhìn đỡ bên đây, nãy trời ơi là trời. Hồi nãy một trận không chịu đâu. Mày đặt xin thêm cho em. Mà quỳ lại ta cho xin thêm. Vô cho chúng quýnh vậy đó. Cái não mày chứ, những người này không có đứt não đâu. Trời ơi, đánh rớt da đầu em đi. Anh thấy em cắm đầu, đúng nghĩa cắm đầu luôn. Trời ơi, tán cái là dạy giải luôn đó anh. Anh mà nãy là tạc rất là rít bay nguyên con nha. Trời ơi. Mới đầu vô quýnh nhẹ mà tại em đề ba mạnh quá. Vậy đó hả? Hai chị em chú em. Không có, tại vì em thấy anh cần rít đang tấn công anh. Em nói trời ơi chết rồi, thời của mình ơi. Vinh để đây mà em đánh vô đây không à? Đáng lẽ em phải quay cái gối là em đánh vô mặt Vinh. À em đánh toàn vô đây, Vinh đỡ được, quất đây. Xong rồi em đuối một cái. Quất một cái thôi đó là nó ao liền. Thơm. Em ơi. Chị ơi, hai đứa mình lên trời rồi. Hôm nay là dỗ cha. Lên thiên đàng nè. Bước đầu thiệt mọi người. Bước đầu nghe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi tiếp theo ha. Mặc dù là chúng ta có đội thắng đội thua ở đây rồi, và chúng ta biết là ai được ngủ sung sướng rồi, nhưng mà trong 4 người thua sẽ phải có một người đen hơn tất cả. Đen hơn tất cả. Đen hơn tất cả. Đen hơn tất cả. Đây. Trời ơi. Đây. Trời ơi. Mà con sẽ đi người đen nhất hơn rồi. Tất cả những người còn lại ngày mai sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ. Rồi bây giờ 4 người thua, các bạn chuẩn bị chơi trò chơi tiếp theo ha. Trò chơi của chúng ta gọi là dùng chân véo bắp tay. Cái gì hả? Dùng chân để véo bắp tay của đối phương. Trời ơi đau nha. Nhéo qua nhéo lại đó, những nhiều sáng đánh tay gì đó. Luật chơi rất đơn giản, hai người sẽ dùng chân để nhéo bắp tay của nhau. Ai la lên trước sẽ là người thua cuộc. Gồng lên em, gồng lên. Phải gồng lên, khi mà ta nhéo quá gồng lên. Gồng lên là không bị. Rồi bắt gặp đi. Rồi thôi. 3, 2, 1. Thắng. 1, 2, 3. Em thua, hai mình thắng. Là em ao đó, em cuối đó. Em đấu anh Giang đi. Khoan, em chọn người thắng người thua xem đó. À, dạ. Em chọn thắng hay thua? Em chọn người thắng. Rồi. 3, 2, 1. Dạ đấu gì vậy? Ai chị em? Ai đi bộ vô? Lỗi. Chị có một cái thuật toán. Hai chị em mình. Trời ơi. Hôm nay. Kéo tay lên. Thôi, thấy nó ôm trọn cái tay ông luôn, còn cái ngón còn kia xương thằng em út đó. 2, 1, nhéo. Mẹ nói còn sao? Hả? Mẹ nói đi học. Mẹ nói đi học là. Mẹ nói đi học là. Mẹ nói đi học là. Trời ơi, sao mẹ cầm mẹ luôn rồi, mẹ cầm mẹ. 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 Chị Tâm mẹ. Chị Tâm. Chị Tâm. Chị Tâm. Trời ơi, đứt cái con chuột. Tôi làm gì có chuột mà tôi biết đau. Gì có chuột mà tôi biết đau. Trời ơi, nhỏ rồi. Thôi quá. Em đã người quá. Đó liền tôi quá. Đó liền. Đó liền. Trời ơi, em gì nữa. Lui dụng quá. Không còn chị em nữa. Tại nó cố chơi gì mà giờ nó tin là cái lần trời ơi nó là nghĩa đấy nè.
Chị Tâm. Nằm rồi nè. Mà cái da non đúng không? Trời ơi, da non. Nằm rồi. Ê, anh sợ đau lắm, anh sợ đau lắm. Ủa vậy hả? Anh không bao giờ chích thuốc mà. Trời ơi, rồi xong luôn. Vô anh. Qua đỡ cái lưng cho người anh đi. Đỡ lưng người anh dài nha. 3, 2, 1, vô. Ôi trời ơi. Trời ơi, gì hơn? Trời ơi. Trời ơi. Thầy của anh Vàng ơi. Cái gì hết mà anh mới rồi. Sao đây là trận chiến giữa anh Tài và anh Lâm? Ôi khoan, em nói là được đưa quyền trực răng vậy luôn hả? Được. Chào mừng em đến với chương trình. Em tưởng anh nhiến. Em tưởng anh nhiến rồi thôi chứ có được giật răng hả? Lâm với lại Tài Sách vô làm gì giá kìa. Kìa thơm nha, hãy cố lên. Mình ơi, hãy cố lên đi. Ok, ráng lên đi em ơi, ráng lên chân chân anh thẳng lên. Làm này đưa tay đá cho hả? Em đổi được không, em sẽ hoại tử ở đây rồi. Không vậy bị đỡ đau. Đỡ đau không? Đau mới đau nữa. Giật ra nha em, giật ra nha em. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Em ơi ngậm miệng đi. Ngậm miệng ơi, đi. Cái gì vậy? Ai, ngã ra. Anh nhục ra rồi. Ai, cái gì vậy? Ngã ra. Chưa. Trời, hai gà này thiệt á. Sao ngã ra rồi? Nó sốc già luôn rồi. Đứng coi, đứng coi coi. Trời ơi. Trời ơi, mọi người ơi. Trời ơi. Nè, nhìn nè. Trời ơi. Đưa lên. Đưa lên Quang. Trời ơi, Quang ơi. Quang ướt quá. Trời ơi. Lâm nó xăm luôn rồi. Mẹ mà coi sau này là giết ông này luôn á. Trời, chắc mẹ tôi hiền. Nè, chắc mẹ tôi hiền à. Quê. Đổi tay, đổi tay. Đúng rồi, đổi tay. Đổi hướng, đổi qua, đổi qua. Đổi bài, đổi bài, đổi bài. Hết thì một, hết thì một. Trần gây cấn quá. Rồi chơi. Rồi sẵn sàng chưa? Hai bên. Cố lên. Cười nữa. 3, vô. 2, 1, action. Trời ơi, yếu quá, hai đứa yếu quá. Trùng nút, Trùng nút. Thầy em tới rồi, chuột nó rút. Chuột nút thiệt. Luôn ngón chân, Thẳng vô gà, Trời ơi. Tội nghiệp khách mời quá. Bẻ đi lọi cái chân nó luôn đi nha. Ngon. Trời ơi, mình nói đúng luôn á. Ê, tính ra anh em mình bị nhức đùi thôi cũng đỡ. Đúng rồi anh. Lâu rồi. Ráng xíu. Tét tay. Bây giờ tôi xin công bố hình phạt dành cho người đen nhất. Ngày mai vào lúc 3:30 sáng. 3:30. Bạn sẽ phải dậy để đi câu cá. Trời ơi. Tuy nhiên, đi câu không phải một mình bạn, mà bạn được quyền chọn một người trong bất kỳ những người còn lại để đi cùng với Lâm luôn. Cả đi. Người thắng luôn hả chị? Tất cả luôn. Bây giờ tôi cần mọi người nói một lời tử tế với tôi ạ. Tại sao người tổn thương hay làm tổn thương người khác? Má bạn buồn, má tôi cũng buồn. Hai mẹ già ở nhà cực lắm. Một bà ở Cần Thơ, một bà ở Đồng Nai. Hết giờ, đâu? Nói không? Chọn anh đi. Em muốn sao? Hết giờ. Tôi kinh nghiệm câu cá, được lắm á. Dễ thôi hả? Phải hết giờ. Đâu? Tôi vừa mới trị chân cho em mà tôi bệnh tật nhiều lắm em ơi. Rồi xong, hết. Hết giờ. Sáng mai mà bị mất bọc đi đi. Ok rồi, hết giờ. Em đem theo là một gánh nặng đó. Rồi ok. Em, tới em, tới em. Em nói gì đàng hoàng. Hồi nãy Trương Thi Vinh đánh tôi, tôi ngu rồi. Tôi bị ngu rồi. Ok. Câu cá à? Anh thì không biết gì câu cá rồi đó. Thôi anh đừng nói. Làm cá thì anh biết nhiều, kho cá thì anh biết nhiều. Chứ câu cá không biết. Lâm thì dọn cái đó. Lâm thì dọn cái đó. Em gieo mình xuống biển anh vừa lòng không? Thôi mà. Dạ thưa quý vị, chúng tôi trải qua một hành trình vô cùng gian truân. Đầu tiên là cứu anh già với thử thách là mấy trò chơi mạo hiểm. Đúng, tụi tôi đều vượt qua hết. Đúng rồi, mà không bỏ sót một thử thách nào thất bại luôn.
Đúng. Được ăn bữa cơm rất là ngon. Đặc biệt ra là rất là ấn tượng lại là cái được anh Giang dẫn về nhà của mình. Đó. Và cuối cùng ngày hôm nay buổi tối chúng tôi là tương tàn lẫn nhau với những vết bầm thấu tận tâm can. Không, mà ban đầu những trò khủng khiếp lại là không có cái gì. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà những cái trò mà gọi là phàm đế rất là gọi là bánh bèo. Đúng rồi này mình. Nhéo vậy mà đau quá. Làm gì mà quý vị có thấy được những con chuột mà bầm mà chóc da non vậy đây được. Đây là vết sẹo cuộc đời. Không, những vết sẹo này. Chóc da có chóc nha. Đó. Có chóc nha. Đó, đúng rồi, chóc da bầm tím đó. Lên hoại tử luôn rồi. Những vết thương thấu tận tâm can của Lâm. Vết sẹo cuộc đời. Vết sẹo cuộc đời. Vết sẹo cuộc đời. À, vậy thôi. Chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau sau những trò chơi tương tàn như vậy. Và tình cảm này chỉ có trong chương trình Hai ngày một đêm tự do tự lo. Điên rồi. Tôm về em ngủ đi. Wow. Mấy giường? Ngủ sao vừa? Ủa, một giường hả? Một giường sao vậy? Một giường hai người ngủ. Còn hai người kia? Ý, có trà, có trái cây luôn nè. Ý, có giường luôn. Có mấy lạnh luôn. Có một giường. Hai giường, hai phòng á. Đâu? Mấy phòng? Có phòng mà. Phòng ở đây nữa anh, mà phòng bên đây nữa. Bốn người luôn mà. Êm rồi. Ai sẽ ngủ ở đây? Em ơi, con tắm nữa nè. Đi, cho ai ngủ ở đây đi. Con sẽ cho cất cho hình nào nữ. Quy ơi, tối nay anh ngủ giỡn thì các bạn quay phim chắc mệt với anh lắm. Thôi, chỗ của mình là bờ biển. Ui chà. Tối nay tôi chỉ lo cho bạn quay phim quay tôi thôi. Tại tôi không ngủ giỡn được thì sẽ thức tới sáng. Ủa, ngủ giỡn thiệt hả anh? Ngủ giỡn ngủ không nổi nha, ngủ giỡn là ngày mai. Không, anh bình thường là cái lưng phải thẳng thì mới ngủ được. Em cũng vậy. À, không bao giờ anh ngủ ngồi hay là rồi. Ngủ tựa hay là ngủ giỡn được hết. Vậy hả? Em với anh Giang là đau lưng đó. Ê, ở trong đây có hai cái nệm nhỏ nè. Hai anh thích mà cho hai cho bốn người ở đây đó. Ở đây chỉ có một phòng thôi. Hai phòng á? Hai phòng bên đây nữa. Ok ok. Thôi vậy thôi giờ mình đi tắm rửa. Tắm rửa đi. Đứng nằm ở con canh tị. Đó là căn phòng quá đẹp. Đợi mình thua là ngủ giỏng là không có phòng tắm, mình tắm dưới biển đó. Có không anh? Đừng hù em nha. Thì hồi nãy em có nói trên sóng là em chưa có trải nghiệm gì đó đúng không anh? Chỉ may ra có cái chương trình hai ngày một đêm em mới được trải nghiệm cái này, em vui quá trời. Okay. Em có nói hả? Không có nói. Em rút lại được. Nhỏ đi tàn luôn, sáng đẹp ghê. Sáng giờ không tàn, dính cái game với anh mới tàn đó. Đi thôi. Đi đây, về chiếc bè là luôn. Bye bye nha. Ngủ ngon nha, mai gặp. Ôi, thật là sung sức quá. Sung sức quá. Em làm con gì vậy? Em làm con gấu mèo. Giờ mình tay trắng không? Ai thua hả? Làm cây cột để đinh người kia ngủ. Khuya rồi, điên khùng nữa rồi. Chưa đủ cực xanh. Sáng giờ chơi đủ cực xanh. Chị Tấm ơi. Gì em? Hay hai chị em mình ngủ giường đôi đi. Em máng cao hơn. Em ơi, rồi khuya em đứt giỏng. Rồi em đè chị. Hai cái lỗ này vừa nè Chris. Anh bắt từ đây qua một đây là ok. À đúng rồi. Nên là em đói quá anh ơi. Cá sĩ ăn hoài. Trời lạnh quá cho nên em mặc dễ đói lắm anh. À, ok rồi bạn. Xin cảm ơn ạ. Vâng, mãi yêu. Ủa mình đi nghỉ dưỡng mà sao kỳ vậy đó. Nghỉ dưỡng mà giờ nè. Đó, bài nghỉ dưỡng thương luôn nè. Mai hả, bắt tụi tôi quay hả, beauty. Trời ơi, beauty rồi ha. Vậy là em ngủ cái đầu bên đây là hợp lý nha. Đầu nó căng hơn bên này một tí. Này đỡ sọt chân thôi, đỡ ngợp. Thôi, ngủ ngon nha. Mai gặp siêu. Anh Giang ngủ ngon Giang ơi. À, Lâm ngủ ngon Lâm ơi. Ngủ ngon mấy anh ơi. Cả nhà ngủ ngon nha. Tối mà đứt giọng là con này nó xui thiệt đó chứ. Ngủ nha con, ngủ ngoan nha.
2 ngày 1 đêm, 100.000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng Vion. Chúc mừng anh, là người đi câu cá với em. Vậy. Chúng tôi là những chiến mã. Biện cương lá đôi thủ hạ em ơi. Đường dài mình mù em không tới nơi. Nghi sân tay. Nghi sân tay. Nghi sân tay. Chơi chơi chơi. Nghi sân tay. Nghi luôn. Nghi luôn. Dạ. Quý ơi là quý. Ôi lộn. Anh hơi chọc anh không dở gì đâu. Qua bên đây qua qua qua. Ông cố lại cho mình rớt mà. Ông cố lại cho mình rớt đó. Nhẹ gì làm tụi tôi té.